Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi tháng 2 âm lịch của người tuổi Sửu. Xem tử vi tuổi Sửu 2018, vận trình tháng 2 âm lịch trước thịnh sau suy, đầu tháng vận khí khá hanh thông nên nắm bắt để triển khai những dự định quan trọng. Trong tháng càng đi xa thì càng dễ gặt hái thành công lớn. Tài lộc duy trì ở mức ổn định, nguyệt lệnh lâm dưỡng, hợp tĩnh hơn động. Thời điểm này vẫn nên tích lũy hơn là dùng tiền để đầu tư hay kinh doanh, cuối tháng cẩn trọng kẻo bị mất trộm tiền của. Tình hình sức khỏe có phần sa sút, cần phải chú ý nghỉ ngơi điều độ, đi du lịch, thư giãn đầu óc. Tử vi tuổi Sửu tháng 2 năm 2018 sự nghiệp. Sang tháng 2 năm 2018 âm lịch, công việc của tuổi Sửu tiến hành khá thuận lợi vào đầu tháng. Tận dụng cơ hội này để triển khai việc lớn, quan trọng ngay từ những ngày đầu tháng, tỷ lệ thành công cũng cao hơn. Nhưng từ giữa tháng trở đi, vận khí giảm sút, áp lực nhiều, thị phi đầy rẫy, cạnh tranh ác liệt khiến cho tinh thần giảm sút, sa sút nghiêm trọng. Tiến độ công việc cũng bị đình trệ. Cần phải lập kế hoạch làm việc rõ ràng, tỉ mỉ càng tốt sẽ hạn chế được sai lầm đáng tiếc. Trong tháng có dịch mã động tinh xuất hiện, chủ về sự dịch chuyển, thay đổi công việc, nơi làm việc hoặc nơi ở. Khả năng cao bạn sẽ thay đổi việc làm hoặc vị trí, chức vụ trong tập thể. Dù thế nào đi nữa, tinh tú này ưa động kỵ tĩnh, càng nỗ lực phấn đấu, không quản ngại khó khăn gian khổ thì càng đi xa, kết quả càng khả quan. Dù làm công ăn lương hay làm chủ, bản mệnh cần phải lưu ý bất kể là chuyện lớn nhỏ gì cũng nên giữ thái độ cẩn trọng, làm từng bước chứ không nóng vội mà đốt cháy giai đoạn hoặc đi đường tắt, lách luật, rất dễ vướng họa lao ngục. Trong hợp tác làm ăn, đặc biệt cẩn trọng khi chọn đối tác, có câu không sợ làm sai việc, chỉ sợ chọn sai người là vì thế. Tử vi tuổi Sửu tháng 2 năm 2018 tài lộc. Nếu như cần phải chủ động xông xáo trong công việc thì về phương diện tài lộc, tuổi Sửu cần phải tĩnh để hạn chế rủi ro. Tháng này nguyệt lệnh lâm dưỡng, vận trình tài lộc còn yếu ớt, không thích hợp đẩy mạnh đầu tư. Bên cạnh đó, cuối tháng cần cẩn trọng quản lý tài sản, đồ đạc kẻo bị mất trộm tiền của. Khi xuất hành đi xa nên có người đi cùng và mang theo ít đồ quý giá, tiền mặt, tránh bị trộm cướp. Thu nhập chủ yếu trong tháng vẫn dựa vào nguồn chính tài, thứ tài không có dấu hiệu chuyển biến. Bởi thế hãy dành thời gian tập trung cho công việc chính, đừng ôm đồm quá nhiều việc vặt, hiệu quả không cao, thu nhập cũng khó mà cải thiện. Liều lĩnh để đạt được mục tiêu không phải là cách mà những người tuổi Sửu hướng tới. Tuy nhiên, trong tháng này, rất có thể vì nghe lời xui khiến của những kẻ xấu mà bản mệnh làm liều, hậu quả khôn lường, gây hao tài tốn của. Nhất là nam mệnh, cần phải thật bình tĩnh và tỉnh táo khi phán đoán sự việc, đừng tin tưởng người ta thái quá, kẻo tiền mất tật mang. Xem phi tinh tháng có lục bạch nhập nhất bạch ở hướng Tây Nam, đây được coi là phương vị cát lợi, mang tới may mắn, sự thịnh vượng về tài lộc, vượng phát về công danh. Theo đó, nếu có thể, bạn có thể bày biểu tượng rồng phong thủy ở hướng Tây Nam, bàn làm việc để nắm bắt năng lượng, tăng cường vận may, thúc đẩy công việc thuận lợi, hanh thông tài lộc, hóa hung thành cát. Tử vi tuổi Sửu tháng 2 năm 2018, tình duyên. Tháng có ít cát tinh hỗ trợ nên chuyện tình duyên của người tuổi Sửu vẫn chưa đâu vào đâu. Hay nói đúng hơn chính là mọi thứ cứ đều đều, chưa có dấu hiệu thăng hoa nào. Nhất là người độc thân, vì mải mê phấn đấu cho sự nghiệp mà đến giờ vẫn phòng không gối chiếc. Mâu thuẫn giữa các cặp đôi càng ngày càng nhiều, thường xuyên xảy ra các trận tranh luận to tiếng, khiến cho không khí gia đình lên trầm, xuống bổng. Mọi thành viên đều cảm thấy ngột ngạt. Người tuổi Sửu tuy chân thành và thủy chung nhưng lại khá cứng nhắc, không biết cách thể hiện cảm xúc. Có một số bạn còn cho rằng chỉ cần bản thân mình phấn đấu cho sự nghiệp, làm việc cật lực để tạo ra nền tảng kinh tế vững vàng, chuẩn bị chu đáo cho cuộc sống hôn nhân là đủ. Điều đó không sai, nhưng nếu chỉ cố gắng một mình thôi thì chưa đủ. Cần phải có sự phấn đấu của cả hai bên, như thế hạnh phúc mới lâu bền. Hãy chủ động chia sẻ điều đó với nửa kia của bạn, áp lực tinh thần cũng sẽ giảm đi trông thấy. Tử vi tuổi Sửu tháng 2 năm 2018, sức khỏe. Thể trạng của người tuổi Sửu vốn đã mạnh nhờ lối sống lành mạnh, chăm chỉ tập luyện thể thao. Tuy nhiên, tháng này vì áp lực công việc lớn, lại thêm chuyện tình cảm chưa đâu vào đâu nên cơ thể dễ bị suy nhược, ăn ngủ kém chất lượng, dẫn tới tình trạng sụt cân, ốm yếu. Dưỡng sinh tinh thần tốt sẽ mang tới hiệu quả tích cực cho bảo vệ thân thể và duy trì sức khỏe. Ngày xuân, để đi dưỡng tinh thần, thuận ứng với sinh khí đang bồng bột, tốt tươi trong trời đất, cần phải giữ cho tinh thần thật thoải mái, vui vẻ, cởi mở và lạc quan yêu đời.
Bản mệnh chú ý cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, có thể đi du lịch, tham gia các nhóm hội, câu lạc bộ để thư giãn đầu óc. Theo cửu cung phi tinh, tháng Ất Mão có thất xích cặp nhị hắc ở hướng đông. Sự kết hợp của hai hung tinh này ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Nếu phòng ngủ của bạn tại hướng này, cần phải hết sức thận trọng với các bệnh liên quan đến miệng và dạ dày. Ngoài ra, các cặp vợ chồng sẽ khó khăn trong quá trình thụ thai. Nếu bạn có tiền sử về hai bệnh trên hoặc đang muốn sinh con cái, có thể rời sang phòng khác. Cẩm nang vượng vận cho từng người tuổi Sửu. 1. Kỷ Sửu, hỏa, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết: vất vả bôn ba, càng đi xa càng dễ gặt hái thành quả tốt. Chú ý ăn uống nghỉ ngơi điều độ, hạn chế bệnh cũ tái phát, nhất là bệnh về dạ dày. Quý nhân: Tị, Dậu, tiểu nhân: Mùi, Thìn. Màu sắc may mắn: tím, hồng, vai. 2. Tân Sửu, thổ, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết: thận trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, kẻo bản thân thì vất vả ngược xuôi, lúc có thành quả thì kẻ khác lại được hưởng. Quý nhân: Tý, Tỵ, tiểu nhân: Thìn, Sửu. Màu sắc may mắn: tím, đỏ. 3. Quý Sửu, mộc, nam La Hầu, nữ Kế Đô. Khẩu quyết: tận dụng đầu tháng vận khí hanh thông để tiến hành việc quan trọng, tỷ lệ thành công cao hơn. Chú ý ăn nói khéo léo, đừng quá cứng nhắc, kẻo mất lòng quý nhân. Quý nhân: Dậu, Tý, tiểu nhân: Mùi, Ngọ. Màu sắc may mắn: đen, ghi xám. 4. Ất Sửu, kim, nam Kế Đô, nữ thái dương. Khẩu quyết: làm việc cầu tiến thì hoan nghênh, nhưng đừng quá liều lĩnh kẻo vướng phải họa lao ngục. Chú ý sức khỏe, bệnh nặng không mắc, nhưng bệnh nhẹ thì khó tránh. Quý nhân: Tị, Sửu, tiểu nhân: Tuất, Mão. Màu sắc may mắn: trắng, đen. 5. Đinh Sửu, thủy, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết: giữ chặt túi tiền để phòng mất trộm. Tình cảm đi vào lối mòn, liên tục nảy sinh mâu thuẫn, có thể phải rơi nước mắt. Quý nhân: Tý, Dậu, tiểu nhân: Ngọ, Mùi. Màu sắc may mắn: vàng, trắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Đừng quên khám phá tử vi tháng 2 âm lịch năm 2018 của 12 con giáp được cập nhật liên tục trên kênh Lịch Ngày Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.